Xin chào các em. Lần trước anh có làm video vẽ công chúa thì gửi trong video có một bạn, bạn ý yêu cầu anh vẽ nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng. Thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ phần mái tóc của Thủy Thủ Mặt Trăng trước nhé. Chắc hẳn tất cả các bạn đều biết nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng rồi. Thì nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng có từ rất lâu rồi. Hồi nhỏ anh cũng rất là thích nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng này. Anh sẽ vẽ phác thảo sơ qua thôi, xong lát nữa anh sẽ đi nét lại thì nó sẽ đẹp hơn. Giờ anh sẽ đi phác thảo qua thôi. Thì một trang của chúng ta có hai cái bím tóc rất là dễ thương. Các em lần sau mà trong video mà các em yêu cầu vẽ nhân vật gì ấy, thì các em lấy tên cho anh biết nhá. Bởi vì nhiều bạn nhỏ ấy, dùng nick của anh chị hay bố mẹ ấy, cho nên là em cũng không biết tên thật của các bạn. Nhân vật Thủy Thủ Mặt Trăng của chúng ta có một cái mảnh trăng khuyết ở giữa trán. Các em còn muốn vẽ nhân vật nào nữa thì cứ comment mình bên dưới video nhé, anh sẽ vẽ tặng các em. Thủy Thủ Mặt Trăng của chúng ta có một đôi mắt rất là to và tròn. Đôi mắt thì các em vẽ những đường tròn nhỏ này, tạo cho đôi mắt có sự long lanh nhé. Mũi, một cái mũi nhỏ nhỏ này, khuôn miệng cười này. Chúng ta vẽ sơ qua được mái tóc của Thủy Thủ Mặt Trăng rồi. Nên đây chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết và chúng ta sẽ chỉnh sửa sau. Sẽ vẽ phác thảo qua thôi. Thủy Thủ Mặt Trăng này là đã sau khi đã biến hình rồi các em ạ. Còn khi chưa biến hình thì Thủy Thủ Mặt Trăng của chúng ta là có một bộ đồng phục học sinh rất là dễ thương. Ở đây đang vẽ Thủy Thủ Mặt Trăng, nó có hai cái tay ôm vào
ôm ở phía trước ngực. Cho nên anh phải căn chỉnh một chút. Sẽ chỉnh sửa lại dáng ngón tay nhé. Thì vẽ hơi khó nên các em cố gắng vẽ làm sao cho nó cân đối một chút. Anh sẽ vẽ phát thảo xương quan, sau đó anh sẽ nhét lại và để hoàn thiện hơn. Trong bộ phim hoạt hình của Thủy Thủ Mặt Trăng ấy, thì cũng có ngoài Thủy Thủ Mặt Trăng ra thì cũng còn rất nhiều các nhân vật, các cô công chúa xinh đẹp nữa. Các em muốn vẽ nhân vật nào thì cứ comment bên dưới nhé. Chỉ trước nó thành chất tôn lại bằng bút mực. Nhân vật thủy thủ mặt trăng của chúng ta có rất nhiều chi tiết trang trí rất là đẹp. Các em hãy nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Đừng quên là nếu mà muốn vẽ gì thì hãy comment thì video anh sẽ vẽ tặng các em.
do hôm nay anh sử dụng giấy hơi nhỏ cho nên là có lẽ anh sẽ chỉ vẽ một nửa thân hình của Thủy Tinh Mặt Trăng thôi. Tại vì nếu mà anh vẽ to quá ấy, thì nhìn trên màn hình rất là nhỏ, các em rất là khó nhìn, cho nên anh sẽ chỉ vẽ một nửa thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vẽ đến phần váy của Thủy Tinh Mặt Trăng. Trang bộ váy rất là nhiều tầng, rất là đẹp. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ đến phần tóc của Thủy Tinh Mặt Trăng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đến phần tóc của Thủy Mặt Trăng. Thủy Mặt Trăng có một mái tóc rất là dài, rất là uốn lượn luôn. Em mái tóc của Thủy Tinh Mặt Trăng cũng được. Các em tưởng tượng như là chúng đang vẽ một cái chiếc lò xo vậy, mái tóc sẽ uốn lượn. Chú ý là chúng ta sẽ vẽ nhỏ dần nhé. Trên nhà lớn lên dần này, chúng ta sẽ vẽ phần tóc chỉ xuống dưới sẽ nhỏ dần nhé các em nhé. Đây chúng ta được vẽ tóc, đây là chúng ta sẽ vẽ tương tự và cố gắng vẽ đôi xứng nhé. Tương tự chúng ta sẽ vẽ tiếp tục vẽ như chiếc lò xo. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ nốt những phần trang trí. Thủy Mặt Trăng là một cô công chúa rất là xinh đẹp, dễ thương. Các em chú ý nhé, khi chúng ta đi nét ấy, thì chúng ta nên dùng mực nước để đi nét, bởi vì chúng ta phần vừa vẽ chúng ta có chì, thế là nếu mà dùng mực thường khả năng nó sẽ không nhận màu là cao, nó sẽ bị mất nét. Nào chúng ta sẽ tiến hành đi nét cho Thủy Tinh Mặt Trăng nhé.
chú ý là đi khi đi nét cho nhân vật của chúng ta ấy, thì chúng ta nên vẽ lại làm sao cho cái đường thật là sắc nét và tránh phải đi tô lại nhiều lần, nó sẽ làm cho bức tranh nó không được đẹp. Cố gắng đi nét, chúng ta đi nét càng sắc nét càng tốt nhé. Vậy là chúng ta đã, anh vừa tô lại xong mái tóc của Thủy Hồ Trăng. Chúng ta sẽ tiếp tục đi nét nốt nhân vật Thủy Hồ Trăng của chúng ta nhé. Anh sẽ tô đến phần trăng lưỡi liềm. Anh sẽ vẽ đến khuôn mặt Thủy Hồ Trăng. Chúng ta đi vẽ bút chì thì chúng ta có thể vẽ lành lạch cũng được, nhưng mà khi chúng ta đã hoàn thành chúng ta đi nét thì chúng ta phải vẽ ra các chi tiết thật là chính xác các em nhé, thì bức tranh của chúng ta mới có thể đẹp được. Phần cổ là anh sẽ vẽ hình mặt trăng trước, bởi vì nằm ở phía trên. Còn hình trái tim này anh sẽ vẽ sau, để chúng ta không bị chồng. Tiếp theo anh sẽ vẽ cánh tay cho Thủy Hồ Trăng trước.
tự bên này cũng thế. Chúng ta tiếp tục vẽ. Sau khi chúng ta đã đi nét xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tô màu. Đầu tiên trước khi tô màu thì các em dùng tẩy cho những cái nét chì đi. Để hết các nét chì đi nha các em nhé. Chúng ta tẩy nét chì đi để cho các cái nét của chúng ta được nhìn gọn gàng hơn, không bị rối mắt. Thì chúng ta tô mới được chính xác hơn. Sau khi chúng ta đã tẩy hết nét chì đi rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tô màu cho thủy đủ trang của chúng ta. Đầu tiên anh sẽ tô mái tóc cho thủy thủ mặt trăng. Các em sử dụng màu vàng để tô mái tóc cho thủy thủ mặt trăng. Sẽ tô phần mái tóc. Các em chú ý mà nếu mà chúng ta muốn đẹp hơn, muốn bóng bẩy hơn thì chúng ta có thể tạo những khoảng trắng trắng ở trên mái tóc của thủy thủ mặt trăng để tạo độ bóng. Chúng ta không tô cả mà chúng ta sẽ để lại một chút phần trắng trắng này. Đấy, các em sẽ một lát tô xong chúng ta sẽ cảm giác như mái tóc đang có độ bóng. Chúng ta không để nhiều quá nhé, chúng ta chỉ để một phần một chút thôi. Đấy, chúng ta sẽ để lại một chút để tạo độ bóng cho mái tóc. Trên này cũng để thêm một chút nữa. Tiếp theo tương tự chúng ta sẽ tô lớp những phần còn lại nhé. Và phần này cũng thế, chúng ta sẽ để lại một chút màu trắng nhé để tạo được độ bóng cho mái tóc. Anh sẽ tô hai bên rồi để lại phần giữa một chút. Cảm giác như cái mái tóc của thủy thủ mặt trăng của chúng ta đang không có độ bóng. Mình tương tự anh cũng sẽ tô tương tự như vậy. Là chúng ta đã tô được xong mái tóc của thủy thủ mặt trăng. Tiếp theo chúng ta sẽ tô đến phần trang trí đi. Phần trang trí thì dây buộc tóc của thủy thủ mặt trăng chúng ta sẽ tô màu đỏ.
thủy thủ mặt trăng của chúng ta có rất nhiều chi tiết. Tô màu đỏ, anh sẽ tô tất cả những chi tiết màu đỏ trước nhé. Đầu tiên là những băng tay, màu đỏ này. Mình sẽ tô tất cả những chi tiết màu đỏ trước nhé. Tiếp theo là hình trái tim màu đỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tô đến phần áo của thủy thủ mặt trăng. Áo thủy thủ mặt trăng thì chúng ta sẽ tô màu xanh dương. Các em chú ý khi tô, chúng ta cố gắng tô nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh trường hợp mà màu bị lem ra ngoài nhé. Váy của thủy thủ mặt trăng cũng là màu xanh dương, cho nên anh sẽ tô luôn bộ váy của thủy thủ mặt trăng. Chúng ta cứ tô màu thật là chậm và cẩn thận thôi các em ạ. Thủy thủ mặt trăng của chúng ta có khoảng 3 màu chính thôi, là màu trắng, 4 màu chính là màu trắng, màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Chúng ta sẽ tiếp tục tô những chi tiết nhỏ nhé. Ở đây áo của thủy thủ mặt trăng là màu trắng, cho nên là anh sẽ không tô nữa. Chúng ta sẽ tô những chi tiết nhỏ còn lại.
chúng ta sẽ tô tiếp nốt phần mắt nhé. Phần mắt này thì anh sẽ tô thêm phần vòng tròn, để lại một chút màu, chút vòng màu trắng ở giữa. Mắt thì thủ mặt trăng màu xanh, nên anh sẽ dùng màu xanh để anh tô mắt cho thủy thủ mặt trăng nhé, của chúng ta nhé. Mặt trăng của thủy thủ mặt trăng thì anh sẽ tô màu vàng. Vậy là anh đã hướng dẫn các em vẽ thành công nhân vật thủy thủ mặt trăng. Các em thấy nhân vật thủy thủ mặt trăng của chúng ta có dễ thương không? Các em hãy nhớ comment bên dưới video nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Bây giờ thì thời lượng của video đã hết rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các em.